Một tên nổi tiếng luôn, vẫn cười. Bữa ăn này làm vui vẻ cùng nhau nhưng đừng ra việc riêng. Thế sao vãi thế nào? Bà có việc cài dũng cho thằng kia. Lê rơi. Nhưng mà gì đó. Lê rơi ăn cười. Ăn cái mất. Cười ăn cười. Mình mới chờ chị bỏ đi luôn đi, anh thừa án á. Chưa có chuyện là còn. Nhớ là chị bên kia đi, chị không tâm. Kê lắm, nó mới cao tổ. Chị cao. Chị nói rồi là có cái gì nữa cái nắng. Chị cao. Nó phải kêu cái nghề tìm mà mới được ở cái góc này mà không phải rồi nào nó còn yêu cười lắm cho nó rồi ai ôm mặt cười nó cũng buồn cười cười là giả dạ. Quy nắng nói rồi mà mới nhắc gì nữa nên người quy như đó quy ra cái mặt hôi chưa quy hôm qua còn lên cái gì mà làm việc quá đây để phân bè được không đó nè nhưng mà cái này cái mà cái này 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 má một lần lấy hai này nó nhiêu lên cũng đẹp, nó thân lắm cũng biệt nhé, nó nhỏ chứ biết đấy các con nhỉ, bao bữa đèn bữa khố còn vơ, má một lần là không có, nhưng mà vơ thôi là má được cắn cắn được, như ăn số rồi, thì nhỏ là tì đó thành đặng đó, má một tăng tí sờ xấu đắng rồi, ba là lấy xuống lái nha xem chủ, không ba đắng không sờ thì chơi đắng chiến với xấu đắng rồi. Anh đừng mang đám sờ cho nó ra. Nhưng mà không nhận ra sao đi ăn. Bên câu răng. Cục răng 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 thì hồi xưa ăn là một lần mà lại không biết cái gì mà chưa là anh đã một đứa như vậy đó quá rồi. Rồi đi ở nhà rồi tới con đi ra má lỡ thì cô lại phải tính nào. Nó kể rối, ở nhà chứ, nó đi về rồi. Thôi, hôm qua mà khuyên bạc mình đi với con cậu cô á, mà lấy cho con nghỉ về lại. Nhà phòng á, nhà phòng đó. Ừ, có á. Thôi chứ con mang cái đề sổ cho em nào. Ừ, nồi lên ta nhanh, nhiều như con rồi. Ôi tụi đau không? Cái nồi nhất đó. Bác thì bạn cũng còn cũ á. Mấy chục cướp. Máu ổn lắm. Ăn trên cướp. Ăn xôi, ăn xôi. Giờ có xé nào, có lớn. Ăn xôi. Ăn lắm đó. Nói cho bố lấy đi cho chứ. Mẹ mệt. Đấy nào được không nè. Cái gì này chắc chứ. Một cái mệt. Chạy tập 1 tháng. Đã bỏ ra bận mình. Mới lên là bận hết á. Được rồi. Ừ. 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 Được rồi.
về biển thôi. Tương bột vào về đâu? Mình chẳng có đọc thêm mắm nữa. Không bỏ được cái kia, mình lấy bóc. Ôi, được rồi, đẹp rồi. Nhưng mà mình lại ra không? Hay nổ cái món này nhé. Không, nó hoa lắm. Nó hoa thì không lời nữa cưng. Hay, biết là mình lại ra không? Hay. Nhưng mà mình đổi đi, mình viên cả. Con này tên không đi cả. Thì nó thơm dưới. Thơm thơm thế. Nhỏ thì nhỏ lắm, muốn bị đậu vậy đó. Thì xúc ăn vô ăn đi chứ hỉ tới đâu mới có. Nó hỉ đang kiểu má hiện hàng. Quả nhiêu đó nè. Mình đã ăn dưa chưa đổ gì đó. Cái hạt ăn chứ. Cơm đó. Mẹ binh đỡ vô đó mà. Đừng ảo, đừng ảo đấy. Mẹ binh đỡ quá. Đó. Mẹ để em. Ngay hôm nay chương trình chỉ đỏ nè. Con đờ, con đờ nó mát nhưng đờ lắm. Có đĩa đó.
Chờ lại cho một luôn nữa. Còn như là hứa thì nó không phù hợp phải không luôn. Nói cho bà đến nhà nó mình có cái dáng biết dáng. Con đỡ ơi. Bác sĩ nói đó. Cái lòng này lòng tấn rồi thì do ăn đuôi nhiều. Khổ mẹ rồi. Rồi em mà đuôi nữa. Mình ta cho mình con nắng đuôi đi á. Ở nhà ta nắng đuôi có ăn bồ đồ bồ không đi ăn rồi. Ra đi ăn rồi thôi. Tươi nhỏ là lớn luôn. Bác sĩ nói đó, bên người đó đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.